Honda Vision hơn 3 năm ra mắt vẫn giữ vững là một mẫu xe tay ga tầm trung bán chạy nhất thị trường Việt Nam bởi các yếu tố như là nhỏ, gọn, nhiều hiệu năng, tiết kiệm xăng nhưng lại có giá bán hợp lý, khiến cho mẫu xe tay ga này gần như nắm trọn thị trường xe ga tầm trung. Từ đây, những thương hiệu thứ ba cũng đã bắt đầu cho ra mắt những dòng sản phẩm làm đẹp cũng như là tăng hiệu năng cho mẫu xe tay ga Vision này. Và đó cũng chính là những dòng sản phẩm mà Vinh muốn giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay. Và đầu tiên sẽ là các sản phẩm đến từ thương hiệu Zipac. Và trên tay Vinh đây đang là một dòng sản phẩm vừa mới ra mắt vào cuối tháng 8, đó chính là cản trong suốt dành cho Vision. Thì mẫu cản này được làm bằng chất liệu nhựa ABS, đem lại độ cứng cáp cực kỳ cao và tương tự như cản zin, tuy nhiên lại có trọng lượng nhẹ hơn. Các chi tiết ốc này là ráp như zin, không cần phải chế bất kỳ một chi tiết nào. Và dòng sản phẩm này có rất nhiều màu sắc để chúng ta lựa chọn như là hồng, đen khói, xanh, vàng. Và mẫu cản này sẽ có giá bán là 320.000 đồng, kèm theo đó là chế độ bảo hành 12 tháng về lỗi của sản phẩm. Và tiếp theo sẽ là nắp lọc gió trong suốt của thương hiệu Zipac luôn. Đây là dòng sản phẩm có giá là 350.000 đồng với rất nhiều màu sắc để chúng ta lựa chọn. Thì dòng sản phẩm này được làm bằng nhựa PC cực kỳ cứng cáp và chống lại tia UV cực kỳ tốt và không bị ố vàng sau một thời gian dài sử dụng. Và theo như cảm quan của Vinh thì khi mà chúng ta gắn cái này lên xe kết hợp cùng với bộ cản trong suốt mà lúc đầu Vinh đã giới thiệu là một combo cực kỳ hoàn hảo. Tiếp theo sẽ là mắt mèo đến từ thương hiệu Zipac, sẽ biến chiếc xe của chúng ta trở thành một chiếc xe như là đến từ châu Âu. Thì đây không chỉ là làm đẹp, tăng tính thẩm mỹ mà còn tăng thêm sự an toàn khi mà chúng ta di chuyển vào ban đêm. Các chi tiết này sẽ phản quang lên giúp xe người khác nhận biết được xe của chúng ta di chuyển trong một cung đường. Thì dòng sản phẩm này sẽ có giá là 200.000 đồng, đi kèm với đó là ba màu sắc ngay phần mắt mèo để chúng ta lựa chọn, đó chính là đỏ, trắng hoặc là vàng, với hai cách bắt. Một là chúng ta có thể bắt ở phụt trước hoặc là chúng ta có thể bắt ở dè sau. Và tiếp theo sẽ là chó đèn 2 tầng đến từ thương hiệu Zipac dành riêng cho Vision. Dòng sản phẩm này sẽ làm thay đổi phần đầu xe của chúng ta, bắt kịp xu hướng, tăng sự hiện đại. Và với ánh sáng vàng nguyên bản sẽ được thay bằng ánh sáng LED trắng với hai tầng tách biệt, mỗi tầng sẽ là 3 bóng LED, đem lại ánh sáng trắng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã pha thêm một chút xíu ánh sáng vàng để tăng độ bám đường cũng như là không bị chói mắt người đối diện. Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn ráp như zin. Với những tính năng tuyệt vời như vậy mà mẫu chó đèn LED 2 tầng này chỉ sở hữu mức giá là 1.100.000 đồng, kèm theo đó là chế độ bảo hành 12 tháng, một đổi một về lỗi của sản phẩm. Ngoài ra còn có hai màu sắc để chúng ta lựa chọn, đó chính là trắng hoặc là đen. Và tiếp theo sẽ là những món phụ tùng thay thế và tăng thêm hiệu năng cho xe. Đầu tiên sẽ là những mẫu bao tay có giá rẻ nhưng mà lại cực kỳ êm ái, đó chính là bao tay đến từ thương hiệu Racing Boy, một sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu nhôm cũng như là cao su. Với chất liệu cao su là những đường gân kim cương sẽ tăng độ bám tay cho người sử dụng, và những chất liệu nhôm họa tiết bên ngoài sẽ làm tăng sự nổi bật cho phần ghi đông của chúng ta. Đến với mẫu bao tay GB thì sẽ có giá là 120.000 đồng. Dòng sản phẩm này có mẫu mã vô cùng thể thao, rất là đẹp, tăng độ bám tay cho người sử dụng mà có thể ráp được cho tất cả các dòng xe. Với lọc gió thép độ sẽ cho khả năng sử dụng gần như là trọn đời xe. Sau khoảng 5.000 cây khi mà chúng ta tháo ra kiểm tra bị dơ, chỉ cần vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng là có thể sử dụng lại. Khả năng lấy gió được tốt hơn, giúp xe của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và dòng sản phẩm này có giá là 230.000 đồng, có thể tháo ráp như zin dành cho những đời Vision từ 2014 trở lên. Và tiếp theo cũng là những dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Racing Boy, đó chính là kính hậu. Thì theo Vinh nhận thấy, những mẫu kính này nó nhỏ gọn, rất phù hợp với kiểu dáng của xe Vision. Đây là mẫu kính có mã là MR006, có giá bán là 390.000 đồng. Phần thân sau được làm bằng chất liệu nhôm tăng độ thẩm mỹ, và phần mặt kính được làm bằng chất liệu đặc biệt sẽ chống chói và chống tình trạng đọng nước. Ngoài ra còn có kính hậu kiểu dáng hạt xoài có giá bán là 500.000 đồng. Tiếp theo sẽ là một món phụ tùng thay thế mà chắc chắn các bạn thường xuyên quên kiểm tra, đó chính là buji. Thì trên tay của Vinh đây đang là mẫu buji bạch kim, sẽ đem lại khả năng đánh lửa mạnh hơn, giúp đốt cháy nhiên liệu một cách triệt để và giúp động cơ xe của chúng ta mạnh hơn. Thì mẫu buji này có thời gian sử dụng lên đến 50.000 km, và mẫu buji bạch kim này đến từ thương hiệu Denso, có mã là EU24, dành cho Vision, có giá bán là 225.000 đồng. Và cuối cùng, để cho chiếc xe của chúng ta luôn trong tình trạng bóng bẩy thì các bạn nên nhớ cho Vinh một dòng sản phẩm dùng để chăm sóc xe, đó chính là dung dịch dùng để vệ sinh nhựa nhám và vỏ xe đến từ thương hiệu Go Racing. Dòng sản phẩm này sẽ có giá bán là 89.000 đồng. Nó sẽ giúp phục hồi nguyên bản phần màu sắc của phần nhựa nhám, đánh bay được những dấu mốc trắng cứng đầu.
Với những món phụ tùng và đồ chơi vừa kể trên, Vinh tin chắc đã thỏa sức cho các bạn có thể làm đẹp cho chiếc Vision yêu dấu của mình. Ngoài ra còn rất nhiều những video clip nói về vỏ xe nè, phụ tùng, phụ dành riêng cho Vision, Vinh đã bỏ tất cả bên dưới phần mô tả. Hoặc là các bạn có thể lên trực tiếp website Shop Hai Bánh để có thể tham khảo giá bán của tất cả các dòng sản phẩm. Shop Hai Bánh là một trung tâm chuyên mua bán các loại nhớt, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy. Ngoài ra, chúng tôi còn kinh doanh thêm những dòng xe máy nhập khẩu như là Vario 125, 150. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua hàng hoặc muốn được tư vấn, hãy liên hệ số hotline 0938 820202. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại.